Thưa quý vị, đường xá bụi bẩn, bầu không khí ngột ngạt, ô nhiễm môi trường, đó là những gì mà người dân tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phản ánh với VTC14 về công trình san lấp mặt bằng thi công dự án khu đô thị Cầu Trúc trong thời gian vừa qua. Người dân nơi đây đang rất bức xúc vì cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Lau rồi quét. Đây là công việc của chị Lan, luôn phải làm đều đặn mỗi ngày từ 3 đến 4 lần để giảm bớt bụi bẩn, nhưng cũng chẳng ăn thua. Chị cho biết, từ khi dự án khu đô thị Cầu Trúc bắt đầu khởi công, thì hàng ngày hàng đoàn xe chở đất phục vụ san lấp mặt bằng cho công trình, khiến công việc bán hàng của chị đã ế ẩm, nay càng ế ẩm hơn. Xe thì xe san thì san đất đỏ bắt buộc nó phải bay bụi cao rồi. Mưa gió thế này thì đỡ chứ còn mở cửa ra là nhà là lúc nào cũng phải có cái vòi nước. Như bản thân như nhà mình là có vòi nước cứ mở cửa trước thì buổi sáng mở cửa là ra phụt khô khô một tí lại phụt, nhưng trời hanh là cứ phải phụt liên tục tại vì bán hàng ăn mà. Không chỉ chị Lan mà hầu hết người dân tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công đều rất bức xúc. Người dân cho biết mặc dù đã phản ánh với chính quyền địa phương rất nhiều lần, song mọi phản ánh đều rơi vào vô vọng. Đến nay người dân vẫn chưa nhận được sự phản hồi hay sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Rồi tôi lên phường trình bày rất nhiều không nghe. Phường chỉ bảo là chúng tôi có bảo trả nước. Đấy, thì chúng tôi bảo thắng là hai cây gian đút lót của bọn đồ đất rồi. Đấy, bảo thắng tôi không sợ cả vì tôi là cựu chiến binh rồi. Tôi bảo không ấy, chúng tôi về hô anh em ra ngăn đá giữa đường. Đấy, tôi để bụi ảnh hưởng bà con quá. Nhưng các anh cứ là trình bày là chúng tôi có báo rồi. Xong chỉ được hôm đấy, xong hôm sau lại thế. Trái ngược với phản ánh của người dân, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân. Tuy nhiên, vị đại diện cũng thừa nhận có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu khu đô thị Cầu Trúc thi công làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân ở phường Bách Quang và một số địa bàn khác. Thành phố thì đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhà thầu thi công cũng như chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định quy trình về trình tự thủ tục trong quá trình thi công. Trong đó gồm có cả yếu tố là bảo đảm cái an toàn, cái vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến cái việc đi lại sinh hoạt của nhân dân. Qua giám sát của các cơ quan chuyên môn và ủy ban phường thì cũng có những cái thời điểm là việc thi công thì nó có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái sinh hoạt và đi lại của nhân dân, và các cơ quan chuyên môn thì đã có kịp thời nhắc nhở. Nhưng nếu mà để nói thành ra là cái mâu thuẫn thì cái này thì thành phố thì chưa nhận được đơn, nhưng mà qua ý kiến của các anh thì thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và phường thì sẽ rà soát lại cụ thể và có biện pháp cứng rắn. Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cũng cho biết, đối với dự án khu đô thị Cầu Trúc, chủ đầu tư là công ty cổ phần NHM Sông Công đã từng bị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính một lần bởi các sai phạm trong quá trình thi công. Điều đang nói ở đây, đến thời điểm hiện tại, việc thi công của chủ đầu tư và các nhà thầu đang từng ngày, từng giờ gây ra hệ lụy nhưng lại chưa có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền. Một số cái nội dung mà ngay từ khi mà công ty khởi công ấy mà chưa đảm bảo các trình tự quy định của pháp luật ấy thì đã báo cáo thành phố, và thành phố thì đã có cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty chấp hành nghiêm. Vì sao lại chủ đầu tư lại bị xử phạt? Cái này thì cái nội dung công ty bị xử phạt là do là khi thi công thì chưa có cái biển báo là một, hai là thi công khi mà chưa đảm bảo với cái trình tự thủ tục giao đất. Những tuyến đường bị tàn phá trước nơi thi công của dự án khu đô thị Cầu Trúc, theo người dân thì là do việc thi công của dự án gây ra. Nếu không gắn trách nhiệm và chấn chỉnh kịp thời thì việc chính quyền thành phố Sông Công buông lỏng quản lý đối với chủ đầu tư là công ty cổ phần NHM Sông Công là hoàn toàn có cơ sở.